Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Lai gửi đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Thì bữa nay Lai chở lại bãi đá nữa nha cả nhà. Lai có đặt hai cái bãi lớn. Nhưng mà Lai cũng có quẹo vô đây rồi cả nhà. Cái bãi lớn này đặt ở dưới cái kẻ đá này nè. Mà lần đầu tiên luôn. Lai mới thấy cái cảnh này thiệt đó cả nhà. Hồi đó giờ mà hôm mà bảy không có trường hợp mà dính vụ mà dính cái kiểu mà cái kiểu mà lạ lùng gì đâu nghe cả nhà. Lần đầu tiên Lai mới thấy dính cái cảnh này luôn á. Trời ơi trời, bãi đá này mà chó quăng đâu mà vô đây trời. Dính nguyên con chó trong này. Trời ơi cái bãi lớn của Lai chắc banh luôn rồi quá. Trời ơi con chó này mấy ký á mà. Trời đất ơi cái bãi mà dính chó luôn cả nhà. Hết nói nổi. Thả đi cả nhà. Trời ơi. Mấy ký. Ôi trời ơi. Chó này chó quan cả nhà ơi, nó ốm nhách thôi. Để vô nó ăn quá nhiều. Hết biết rồi. Lai sẽ thả nó ra cả nhà, chứ cái này là Lai không có bắt. Mà không biết sao thả đây nè. Để Lai dựng chân quay lại thả luôn nha cả nhà, cho nó chạy xuống đây nè, cho nó té ngửa nó một lần. Cái chuyện này không phải nói chuyện lạ cả nhà. Qua đây nha. Nó ngừ Lai. Trời ơi trời, cái bẫy mà dính chó trời. Con chó còn phải dính không chì mà cái con tròn gì mà Lai bắt không dính cả nhà. Hết nói nổi thiệt mà. Chưa từng thấy luôn. Lần đầu tiên cái bẫy mà dính chó. Bị gì Lai bẫy màu chuột cả nhà. Nó cắn quá trời của Lai luôn. Vô đây đi rồi thoát. Lai sẽ thả nó ra nghe cả nhà. Không biết đá này mà sao nó vô được hay thiệt. Không giữ. Thôi. Trời ơi thôi. Lại thiệt. Nó đi như mèo vậy. Trời ơi chó này đi như mèo vậy cả nhà. Banh nó chân cái bẫy này. Còn gì cái bẫy tôi đâu. Vì mình không cắn lò xo cái nhà ơi. Nó không cắn cái lò xo. Cái tiếp tôi quay chia sẻ cái nhà xem cái nhà. Dính là lạ là chia sẻ lên nghe cái nhà. Nhưng mà mấy cái con này mình không nên bắt ở đâu cả nhà. Lai không có bắt. Cái này hồi rồi dính trộn rồi cả nhà. Lai quay để bị lỗi. Bữa nay làm nữa không? Còn nguyên cái nhà. Cái này bữa nay còn nguyên. Cái này không dính nữa cả nhà. Một cái trong. Ở trong này lại con cái cả nhà. Trời dính gì trời. Trời ơi. Dính kiểu quái quái không trời. Sốc đất với con chuột. Trời ơi chỗ này nó ngon hết biết. Hôn sốc đất với con chuột cả nhà. Trời ơi. Con chuột với sốc đất ở chung. Chưa từng thấy thiệt. Phải hai sóc đất không cũng nói đi. Cái này chuột với sóc đất. Để Lai bỏ vô túi lưới cái tiếp tôi quay chia sẻ nhà xem cả nhà. Trộn đi đường mòn trong đó kìa cả nhà. Bóng lưỡng nha. Chỗ này Lai gài chắc chắn thế nào phải dính. Tiếp tục trong đây Lai có cái nhà.
sọc rồi cả nhà, sọc 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 có lý, dính gì cũng ngon nữa. Để lại bỏ vô cái tiếp tao quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà, gì gì là sướng sướng nha cả nhà, dính sóc hoài luôn đi. Cuối cùng vớt ngang trồng thôi. Vậy là ngon lành khoái. Đây lại có một cái cả nhà, còn gì đây, sập rồi cả nhà ơi, rồi vô rồi cả nhà ơi, vô rồi. Trời ơi, đây vừa có trùng heo đây không tin nổi, là tính vô cuốn quá đã rồi. Vô con này dính mấy rồi, trời ơi nó đã lâu lắm mới dính nè, đây đều quý lắm, trời con này một ký mấy cả nhà ơi, quá vô rồi. Bây giờ lại lấy đồ vô lại bắt luôn nha cả nhà, là tính vô cuốn cái bẫy hết biết đã rồi. Trời ơi cái bẫy dính không ngờ luôn trời. Đúng là cái bẫy dính không ngờ luôn nghe cả nhà, tôi gặp đây toàn dính chuột không à, sao bữa nay mình lượm em nó kiếm vô nào bắt cả nhà, chắc đây luôn quá trời luôn. Lấy vô sách vô bắt nha cả nhà, con này một ký mấy quá đã rồi. Dẹp chỗ đây đi, dẹp căng cả nhà, chút xíu mình gần đây để bắt cho cả nhà xem, xuống xuống đi bắt. Trời ơi con này cái đầu nó bự quá đã luôn, không cắn đầu so luôn cả nhà, không cắn đầu so luôn. Đáng lý cả nhà dùm cỏ đây nè, còn hút đầu lại gì nè, mà lại đặt toàn là dính chuột không đây nè. Để lại quay xung quanh cho cả nhà xem, trong đó là vườn cao su mà mé đi thấp hơn cả nhà, lên đây á, còn trên kia á, trên lúc trên lộ này bên đây á, còn gò dữ nữa, quá đã rồi. Lại không dám quay ngoài trống cả nhà, quay trống mất cái bẫy á. Để lại sẽ lấy đồ vô lại bắt nha cả nhà, sướng sướng. Chỗ này hơi hẹp quá cả nhà, cũng thông cảm cho like cả nhà. Con này ký mấy nha cả nhà, quá đã đó. Để lại bắt em nữa ra luôn cả nhà, bỏ ít lá cây cho nó mát mát cả nhà ơi, này bỏ chắc trên lạng chạy đi. Chú lưới dưới này chắc hai lạng khỏe nha cả nhà, không giữ ớn không. Cắn nặng lắm nha cả nhà, con này nặng lắm à, quá đã rồi. Ôi, nó tìm cái tay lai nghe cái nhà, sướng chưa? Ông hùng giữ đi ớn không? Đó. Sướng 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 sướng. Vậy lai bỏ vô rồi, cái tiếp tao quay chia sẻ cái nhà xem cái nhà, quá đã rồi. Ở đây lai có một cái nhà, qua lại chùi vô đây lai thấy nó mò nhóc chân, không biết bữa nào đẩy thế nào đây. Sập rồi cả nhà ơi, trời ơi sập thấy trong đất trời. Ôi ôi sập ở trong đốc cả nhà, không biết dính con gì không biết. Thôi ôi dính chuột cả nhà ơi, coi nó môi nè cả nhà, lỗ lỗ nát cái chân mà dính chuột đau. Đây là bắt nó gà, cái tiếp tục quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Rồi gọi cái bẫy dính chuột, sớm muộn phải dính chồng cả nhà, hết biết thiệt mà. Ở đây là con cái cả nhà,
Cục cỏ này im dữ lắm, này im luôn. Sập rồi cái nhà. Trời trời sập rồi, thấy trong lỏng vậy ta. Mà dính con gì vậy? Cái gì vậy? Trời dính chuột. Chết luôn. Tin tưởng nhiêu là thua nhiêu nguyên cả nhà. Vô đóng gác thì mình tính gì, tính trộn, tính hai giờ dính chuột. Trời thì chứ. Thật giờ. Bởi vì tin tưởng nhiêu là ăn muối nhiều. Vô đây người ta quá trời, xe ngang quá trời. Cầu bừng đóng gác cái này nè cả nhà, toàn chuột ra ngoài luôn nè cả nhà. Lưới 2,5 phân. Có bự nè, không phải nhỏ đâu. Để lại bắt nó lại nghe cả nhà. Ăn với chuối gì đâu, đâu có tha nó được, lụm nó ở túi chứ. Trong đây lại có một cái cả nhà. Cả nhà. Tin tưởng như thất bại nhiều. Để lại thầy chú cái tiếp tôi quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Hết biết vậy thì. Như kiến kìa. Đều mòn cái bể luôn. Tiếp tục luôn cả nhà. Sóc cả nhà ơi. Sập dính sóc rồi. Trời sóc mà cũng môi đang lỗ đất. Môi nhỏ nè. Cái đường mòn tròn đi kìa cả nhà, đi thợ chỗ qua đây luôn. Mà gà dính sóc trước. Để lại bỏ vô tôi lấy cái clip ra quay chia sẻ cho nhà xem cả nhà. Cậy sóc cũng được rồi, mà được em chồng có vốn nghe cả nhà. Sóc thì lấy tiền xăng. Tiếp tục luôn cả nhà. Quá cỏ. Ui trời ơi, còn nguyên luôn trời. Kỳ vậy đó. Kiến không cả nhà. Ở đường mòn đi, đi bự cái này nè cả nhà. Mày lại đây không được. Độc thiệt. Để là sửa lại gà lại cả nhà. Cái này là cái cuối cùng của chiến thao bảy hôm nay luôn cả nhà. Cái này họ gọi dính sóc nhỏ lai thả nè. Bữa nay làm nó nữa không? Rồi không sập cả nhà ơi. Chết luôn. Rồi con gì là móc chuối ăn cả nhà. Ngồi sao ăn nè. Kỳ vậy ta. Để lại kinh nghiệm đây đặt cái bẫy này lại cả nhà. Lại like ra ngoài lấy căn em chồng của lại coi bữa nay được bao nhiêu nguyên cả nhà. Thì like thăm bẫy cũng đã xong rồi cả nhà. Thì sốc á thì bữa nay á like được 3 con mà like làm sảy anh con rồi, chỉ còn có 2 con à. Chuột như like không tính đi cả nhà. Thì like căn chuột bữa nay dính cũng dính ít chứ không có được nhiều. Thì coi like bữa nay coi cân em chồng like coi được bao nhiêu cả nhà. Like cũng móc cái cân vô sẵn rồi để tránh làm mất thời gian cả nhà xem cả nhà. Coi thử em chồng của like được bao nhiêu. Thì like ở đây trong đây đựng 2 túi lưới cả nhà. Túi lưới like giờ cũ quá rồi, like không dám đựng một cái rồi nó thoát đi luôn cả nhà. Đó, nó nằm giống này. Đó, cái đầu bự trần văn không. Nhìn thấy sướng sướng nha cả nhà. À, 2 cái túi lưới là cho 2 lạng đi, như nhánh cây là cho 1 lạng nữa đi cả nhà, là 3 lạng. Vì túi lưới là của lai mai là trắng 1 lạng rồi cả nhà. Thì 2 cái là 2 lạng là chắc rồi đó. Chứ không phải tôi mua túi lưới chợ. Kéo lên luôn. Thì lai trừ cho là cây nãy là tính 2 lạng lá cây 1 lạng thì 3 lạng, mà lai trừ cho 3 lạng 65 đi cả nhà. Thì một cái này 1 kg 865. 1 kg 865 thì lai trừ cho 3 lạng 65 luôn. Là trừ cái này là dư phù đó cả nhà. Thì em chồng của lai thì cũng được 1,5 kg. Đây.
em đã được ký gửi nha cả nhà. Kệ như vậy thì cũng sướng sướng rồi cả nhà, được em mà nhờ khủng khủng gì cũng đỡ, mà like cũng nói thiệt luôn. Hồi lúc nó phải nói bể lòng á, like chưa từng mà là cái kiểu mà bà bỏ ra bị gì like bảy chuột đó cả nhà, trừ ra con chó nó lại nó xé bảy thôi chứ không ngờ mà lại dính nó luôn. Trời ơi, lần đầu tiên like mới thấy luôn cả nhà, cảnh công nhận like không tin nổi luôn á. Cái con chó đó có khoảng là chắc có khoảng ra đón từ ngoài 7 kg ngoài cả nhà, 7 kg ngoài, từ 7 kg ăn lên đến 8 kg đó thì lai thả rồi. Nhưng mấy con đó thì lai cũng không bao giờ mà lai bắt luôn nha cả nhà. Chó với mèo là lai không bao giờ mà lai đụng tới. Cuối clip này cho lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Lai xin hẹn cả nhà clip tiếp theo. Lai xin mến chào tạm biệt cả nhà.